Chào Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai, 21 tây tháng 12 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào bản tin ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên là tin từ nước Nga. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã ca ngợi hoạt động tình báo của nước Nga đánh dấu đúng 100 năm thành lập cơ quan này. Tổng thống của Nga trong ngày hôm nay đã lên tiếng ca ngợi các cái uh, hoạt động của cơ quan tình báo của Nga mà ông ta cho rằng rất quan trọng để bảo vệ cho đất nước. Sau khi mà ông Putin và chính phủ Nga đã bị Hoa Kỳ tố cáo đã có những hoạt động hacker tấn và tấn công vào các cái cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ. Phát biểu đánh dấu đúng 100 năm ngày thành lập cơ quan tình báo của Nga có tên gọi là SVR, tức là Foreign Intelligence Service, à, tức là một trong những cái cơ quan tình báo đối ngoại của Nga. Ông Putin cho rằng cơ quan tình báo của Nga đã làm rất tốt công việc để bảo đảm chủ quyền nền dân chủ và sự phát triển độc lập của nước Nga đây là một trong những lời phát biểu mới nhất sau khi mà phía Hoa Kỳ ngoại trưởng Pompeo trong ngày thứ sáu tố cáo rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho tất cả các cuộc tấn công vào trong cái các cái cơ quan của Hoa Kỳ Điện Cẩm Linh đã bác bỏ tất cả những cái việc mà cho rằng là Nga đã mở cuộc hấn hacker để mà tấn công vào các cái quốc gia ở tây phương Nga nói rằng đây không có một cái bằng chứng nào cho thấy là Nga tham gia vào cái cái, cái cuộc tấn công này trong khi đó thì phía Hoa Kỳ lên tiếng tố cáo là các cái server của Bộ Thương mại, Bộ Tài chánh và kể cả các cái cơ quan năng lượng của Hoa Kỳ đã bị tấn công thông qua một cái công ty an ninh mạng của Hoa Kỳ là công ty SolarWinds đã tạo ra cái lỗ hổng khiến cho hacker Nga có thể tấn công vào những vị trí này. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của hoạt động tình báo của Nga. Trong khi đó thì ông chủ của công ty Tesla là Elon Musk đã cho biết rằng là nên cẩn thận với những cái việc gọi là chuyển tiền bằng cái chuyển ngân bằng đồng Bitcoin. Ông Elon Musk đã lên tiếng và nói rằng đã có một cái khoản cho chuyển ngân thật lớn trong cái à, à, tài khoản của công ty Tesla để mà đối phó với tình trạng mà đang có những cái nguồn mua đồng Bitcoin diễn ra và trong đó ông cho rằng là có những cái hoạt động có thể sẽ ghi vi phạm vào cái à, lợi tức của Hoa Kỳ và xin lỗi quý vị vi phạm vào cái chính sách của Hoa Kỳ trong hàng loạt những cái tweet thì sailor được xem là một trong những giám đốc điều hành của công ty MicroStrategy à, trong đó cho thấy rằng là nhà tỷ phú này đã có những cái lợi nhuận sau khi mà à, được chi trả tiền bằng đồng Bitcoin thay vì bằng Mỹ kim cho những cái xe à, và những cái cổ phiếu của công ty này cũng như là những chiếc xe của công ty này À, công ty này cho biết rằng là họ sẽ đáp ứng đúng cái à, vị trí của à, yêu cầu của cơ quan SEC và đang có tham vọng là sẽ đẩy cái mức lợi nhuận của công ty và tổng tài sản của công ty lên 1.000 tỷ Mỹ Kim. Và ông Elon Musk cho biết rằng là việc mà trao đổi chứng khoán hoặc là sử dụng đồng Bitcoin để mà chi trả hoặc là mua cổ phiếu của công ty à, Tesla là một trong những điều mà ông ta đang giám định cẩn thận bởi vì nó có thể vi phạm vào các cái chính sách của Hoa Kỳ đó là một trong những cái lời tuyên bố của ông tổng giám đốc điều hành của công ty Tesla. Trong khi đó thì liên quan tới cái việc ân xá cho Julian Assange thì bà Pauling được xem là một trong những nhân vật khá nổi tiếng của giới bảo thủ của Hoa Kỳ đã lên tiếng và ủng hộ mạnh mẽ cho việc mà Tổng thống Trump ân xá cho ông Julian Assange bất kể rằng là có thể sẽ có những cái thông tin từ trang mạng WikiLeaks có thể tiết lộ ra liên quan tới nhiều nhân vật lừng danh của Hoa Kỳ à, trong chính trường của Hoa Kỳ bà Sarah Pauling đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Trump ân xá cho ông Julian Assange tôi nghĩ rằng Julian đã làm đúng và Julian đã làm đã có những cái hành động giúp cho chúng ta và người dân Hoa Kỳ rất là nhiều trong cái cuộc chiến mà tin rằng cái điều đúng và điều sai cần phải được khẳng định đó là lời phát biểu của bà Pauling, một cựu ứng cử viên tổng thống đã nói chuyện trên một cái video YouTube. Ông ta xứng đáng được ân xá. Ông ta đã cho chúng ta hiểu thêm tất cả những cái gì mà và trong với tính cách của một ký giả thật sự và đã đến tận cùng của cái việc mà gọi là công khai tất cả mọi thứ một cách minh bạch. Bà Pauline cho biết rằng cái cái email của bà vốn cũng đã bị từng từng bị hack và đã được công bố bởi trang mạng WikiLeaks năm 2008. trong đó bao gồm luôn tất cả những cái hình ảnh gia đình, những cái uh, private message và kể cả những cái email của government tức là email của chính phủ cũng đã bị công khai và bà nói rằng cái hơi cái uh, à, tôi là người đầu tiên đã đồng đồng ý là tôi đã có sai lầm. À, tôi đã điều chỉnh những sai lầm của tôi trong mấy năm qua và đồng thời tôi ủng hộ mạnh mẽ cho cái hành động này của Julian Assange mặc dù email của tôi và tài sản của tôi cũng đã bị hack và nhưng mà ông tôi tôi không nghĩ rằng ông ta là một người xấu ông ta đã làm đúng cái vai trò của ông ta và ông ta cần phải được ân uh, uh, xá và ông ta xứng đáng được ân xá Bà Pauline đã bắt đầu cái cơn bừng tỉnh của bà năm 2017 sau khi mà bà bỏ lên Facebook và nói rằng à, điều quan trọng nhất là phải cho mọi người thấy được cái ứng cử viên đại dân chủ họ điều hành quốc gia như thế nào. Và Giuliani cũng không phải là người xấu khi mà ông ta công bố tất cả những cái tài liệu mật này. À, ông Assange đang bị dẫn độ về Hoa Kỳ và ông đã bị bắt giữ năm 2019 tại Anh sau khi mà ông rời khỏi cái tòa đại sứ Ecuador tại London à, sau khi ông trú đo, ông cư ngụ ở đây trên 6 năm. Và bây giờ thì à, có nhiều nguồn tin và có nhiều người đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Trump ân xá cho Julian Assange bởi vì cho rằng hành động của Julian Assange không phải là hành động gây hại cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ mà nó minh bạch tất cả những cái uh, che đậy của chính phủ một cách bất minh. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của ông Julian Assange trong khi đó, Tổng thống Trump sẽ có mặt tại Georgia một lần nữa để mà vận động chiến dịch tranh cử cho các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa và là những người đương nhiệm trong cái ghế thượng nghị sĩ. Tổng thống Trump sẽ một lần nữa tới Georgia để thực hiện cái chiến dịch tranh cử cho hai thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa ở tiểu bang này trước cái cuộc tranh cử gây gắt đang diễn ra vào ngày 5 tây tháng 1 sắp tới tất cả những điều mà chúng ta thấy được à, bị đối xử một cách tệ hại ở của đảng cộng hòa ở tại đây thì chúng ta cần phải à, mang tới cái chiến thắng cho hai người đó là à, bà Clover và kể cả ông perdue và tôi sẽ có một cái cuộc trolley thật lớn vào tối ngày thứ hai bốn à, tây tháng giêng và chúng ta sẽ chiến thắng đó là một trong những cái tweet mà tổng thống trump đã tweet cuộc tranh cử diễn ra giữa hai người đang đương nhiệm là bà thượng nghị sĩ kelly Loeffler của đảng cộng hòa và ông david perdue đang đối phó với lại hai ứng cử viên của đảng dân chủ là ông rafael gavanov và ông john À, nếu tổng thống trump tới đây thì đây là lần thứ hai ông tới vận động tại georgia cho các cái ứng cử viên của đảng cộng hòa mà trong đó thì georgia lại là cái tiểu bang mà đang có sự tranh cãi gây gắt về cuộc bầu cử tổng thống vừa qua và trong đó có nhiều điều được xem là bất bình thường ở trong cái cuộc bầu cử này trước đó thì con gái của tổng thống Trump là cô Ivanka Trump cũng sẽ cũng đã có cái lịch tới uh, Georgia ngày thứ hai và bắt đầu cái chiến dịch tranh cử cho các thượng nghị sĩ này và cô sẽ uh, ghé ngang các nơi gồm có Milton, uh, Suwanee và Walton County theo tường trình của các thành viên đảng cộng hòa của uh, đảng cộng hòa tại Georgia và cô sẽ nhắc nhở đến cái cuộc bầu cử vừa qua và đồng thời nhấn mạnh đến việc tất cả những thành viên của Đảng Cộng hòa nên ra bỏ phiếu để ủng hộ cho các thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa ở tại đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Georgia. Trong khi đó thì uh, cuộc bầu cử tại Georgia thì uh, trong thời gian gần đây cho thấy rằng là có cái cuộc bầu cử ngày 3 tây tháng 11 vừa qua là đã có những bằng chứng cho thấy những cái hoạt động bất hợp pháp từ những cái giới nhân viên làm việc trong phòng đầu phiếu tại cái phòng kiểm phiếu ở state farm arena nơi mà có cái cuộc kiểm phiếu tại tiểu bang georgia à, điều đầu tiên hết là chúng ta đã thấy được tất cả những cái hoạt động được xem là bất hợp pháp và nó đã xảy ra ở ngay trong cái phòng kiểm phiếu này và bây giờ chúng tôi đã điều tra và có những hoạt động được xem là chính do những nhân viên kiểm phiếu đã làm và gây ra tình trạng có cái phiếu đã có bất bình thường ở trong cái kết quả sau cùng của cuộc kiểm phiếu và bây giờ chúng tôi đang làm việc theo tường trình của các cái uh, báo cáo và trước đây đã từng có một cái đoạn video tung ra cho thấy rằng là các chuyên viên kiểm phiếu này đã có những hành động sai lạc mà trong đó là họ đã cố tình đếm những lá phiếu mà không có sự giám định và không có sự giám sát của giới truyền thông báo chí cũng như là những thành viên của đảng Hồng hòa sau khi họ được yêu cầu ra về và sau đó thì các nhân viên này lại lôi hai cái bốn cái vali ra đếm phiếu tiếp tình trạng này đã dẫn tới những cái nghi ngờ về sự bất bình thường của cuộc bầu cử tại georgia và các thành viên của à, phía thượng viện của georgia đã yêu cầu là phải giám định và phải kiểm soát hoàn toàn tất cả các lá phiếu và bây giờ thì ông thư ký của tiểu bang đã ra lệnh cho kiểm tra tất cả các chữ ký trên toàn quốc trong việc mà thẩm định lại cái kết quả bầu cử tại tiểu bang Georgia, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Georgia ngày hôm nay. Trong khi đó thì à dân biểu Devin Nunes thuộc Đảng Cộng hòa tại California trong ngày chủ nhật cho biết là có những người cần phải trả giá à trong cái việc mà đã từng mở cuộc địa, à, điều tra tranh cử của Tổng thống Trump. À trước đây à các thượng nghị sĩ vào tuần trước đã công bố hàng loạt những cái tech mess từ năm 2016 bởi cái người gọi là phụ tá của giám đốc cơ quan FBI là Peter Stork và trong đó thì những cái thác mát xét này cho thấy rằng là họ đã có ý định tấn công vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump qua một cái cuộc điều tra có tên gọi là Crossfire Hurricane do FBI chủ động và tấn công và gây cái lợi cho bà Hillary trong cuộc tranh cử. Và điều này dẫn tới cuộc điều tra độc lập của Bộ Tư pháp cho thấy FBI đã vi phạm tối thiểu là 17 lỗi lầm trong việc sử dụng đạo luật FISA để mà điều tra vào chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump. Chúng ta biết rõ FBI đã nói láo tại à, quốc hội và chúng ta biết rằng họ đã không mở cuộc điều tra một cách rõ ràng à, và trong cái ngày 31 tây tháng giêng, à, tháng bảy và trong đó họ đã có đầy đủ những cái bằng chứng liên quan tới cuộc à, cái những cái gia đình, những cái bằng chứng liên quan tới gia đình của Hunter Biden nhưng họ không mở cuộc điều tra. Trong khi ngược lại thì họ đã điều tra tổng thống Trump sát ván ở năm 2016, trong đó họ gần như là bức hại những cái người đã đóng góp và đang hỗ trợ vận động cho cái quỹ tranh cử của tổng thống Trump. Đây là một điều rất tai hại và chúng ta nghĩ ra, chúng tôi nghĩ rằng phải có người phải trả giá cho những cái hành động này. Ý của ông Nun cho biết rằng là tất cả những nhân viên của FBI liên quan tới cái cuộc bầu cử điều tra bất hợp pháp nhắm vào chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump phải trả giá, có nghĩa là họ sẽ phải bị truy tố ra tòa để mà trả giá cho cái hành động bất hợp pháp của họ cách đây 4 năm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, một trong những ngôi sao lớn của Đảng Cộng hòa, bà Nikki Haley cho rằng là không còn nghi ngờ gì khi Trung Quốc đã cho phép cái việc mà lan tỏa cái con siêu vi khuẩn Vũ Hán ra cả cộng đồng quốc tế. Cụ đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Nikki Haley, một trong những ngôi sao được xem là sáng nhất của Đảng Cộng Hòa hiện nay. Ngày thứ hai cho biết rằng là bà không nghi ngờ gì, dù là một cái điều thứ hai là chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã cố tình ngăn chặn tất cả những thông tin gây nguy hiểm khi mà cái con novo coronavirus này và để cho cái cái dịch bệnh này lan tỏa ra toàn thế giới và gây tổn thương cho nhiều quốc gia và nó không có gây nghi ngờ cho tôi và nó cũng không gây bất ngờ cho tôi nếu như tập cận bình đã nói láo với tổng thống trump về vấn đề của đại dịch tôi không biết là nếu như là cái con siêu vi khuẩn này có phải là một tai nạn hay không bà đã trả lời trên đài truyền hình fox news và tôi tin rằng một cách mạnh mẽ họ biết con virus này và họ biết được họ đang bị tổn thương nhưng mà họ không muốn chỉ một mình quốc gia của họ bị tổn thương và họ để cho con siêu vi khuẩn này lan tỏa ra toàn thế giới và tôi không nghi ngờ bất cứ một cái điều gì đây là điều mà bà khẳng định là cộng sản trung quốc đã làm họ muốn rằng toàn thế giới phải chịu đựng chung cái cơn đau khổ này với họ họ không muốn một mình họ bị tổn thương và bây giờ do đó tôi tin rằng họ đã cố tình che đậy các tất cả thông tin và cố tình để cho con siêu vi khuẩn này à, lan rộng ra cả toàn thế giới và buộc các à, cộng đồng quốc tế phải chịu chung cái à, à, hậu quả của con siêu vi khuẩn này chung với Trung Quốc và trong đó bà nói rằng là chính vì những cái hành động kiểm duyệt về à, tin tức và kiểm duyệt mạng xã hội của à, của à, phía Trung Quốc đã dẫn tới điều này họ đã đưa ra rất là nhiều những cái chính sách tiêu cực và tôi thấy rằng là Đài Loan đã từng đã được nhắc nhở tới người Duy Ngô Nhĩ đã được nhắc, nhắc nhở tới và những gì họ làm. Và nếu quý vị nói với những người trẻ ở Trung Quốc, họ không biết chuyện gì xảy ra ở Thiên An Môn và họ gần như là không biết tin tức gì liên quan tới vụ thảm sát này. Đây là một trong những cái lời mà bà Nikki Holly đã mô tả về cái chính sách kiểm duyệt của Bắc Kinh đối với lại mạng xã hội và đối với cái ngành truyền thông báo chí. Bên cạnh đó, bà khẳng định 100% là Trung Quốc đã cố tình để cho con siêu vi khuẩn này lan rộng ra thế giới và mọi người phải chịu đau khổ chung với đảng cộng sản trung quốc trong việc mà đối phó với đại dịch đó là bản tin liên quan tới trung quốc trong khi đó thì canada đã đưa ra dấu hiệu lo ngại về phía trung quốc đó là lời khẳng định của bộ trưởng quốc phòng của canada bộ trưởng quốc phòng của canada là Hedrick chasachan nói rằng canada và các đồng minh đang tỏ ra rất lo ngại về tình trạng bành trướng quân sự của trung quốc à, trong đó có thể sẽ gây bất ổn ở một số nơi trên thế giới À, Sajjan lời phát biểu của ông được đưa ra sau khi mà lực lượng của Canada đã bị à, tập trung về việc mà à, phía à, ông Justin Trudeau đã cho phép lực lượng Piele đặt chân lên lãnh thổ Canada để mà quan sát các cuộc tập trận giữa Canada và Hoa Kỳ và ông à, Sachan nói rằng là bây giờ hiện nay thì cái việc mà bành trướng cái mạng lưới quân sự của Trung Quốc không những là gây lo ngại cho Canada mà các đồng minh của Canada ở bên ngoài và trong đó là cần phải có những cái biện pháp cụ thể để giới hạn cái sự phát triển này ông Sachin đã bác bỏ cái việc mà cho rằng là bộ ngoại giao xin lỗi quý vị bộ quốc phòng của Canada đã có những thỏa hiệp với Bắc Kinh tuy nhiên ông nói rằng các công dân Canada đang bị bắt giữ và sau cái vụ của bà Meng Wanzhou vẫn là một trong những cái bế tắc lớn giữa ngoại giao giữa phía Canada và của Trung Quốc tuy nhiên ông nói rằng phía bộ quốc phòng của Canada cũng đã có những cái uh, hành động cụ thể cần thiết để đối phó với lại những cái sự khác biệt với phía cung trung quốc đặc biệt là trên khu vực á châu thái bình dương nơi mà trung quốc đang có những cái cuộc bành trướng mà không ai cản trở được đây là lời khẳng định của Sajan, bộ trưởng quốc phòng của canada và nói rằng tiếp tục hợp tác với hoa kỳ và các đồng minh để đối phó lại việc mà gọi là tăng cường các cái uh, mạng lưới quân sự của trung quốc ở tại khu vực á châu thái bình dương trong khi đó liên quan tới con siêu vi khuẩn vũ hán Hồng Kông đã chính thức ban lệnh cấm các chuyến bay từ Anh Quốc và sẽ gia tăng cái thời hạn gọi là cách ly đại dịch cho những ai đến từ Anh Quốc vào Hồng Kông trong vòng 3 tuần lễ qua. Chính quyền Hồng Kông đã đưa ra lệnh là sẽ ngăn cấm lại tất cả các chuyến bay tới Anh Quốc hoặc từ Anh Quốc vào Hồng Kông sau khi mà đại dịch đã bùng nổ tại Anh Quốc trong cái đợt thứ hai, trong đó thì một trong những người đặc trách về bộ trưởng y tế của à Hồng Kông là giáo sư Sophia Chan Siu Chi cho biết rằng là tất cả những người nào đến từ nước Anh trong vòng 3 tuần lễ qua là phải tự mình cách ly 14 ngày theo cái xác uh, lệnh mới của Hồng Kông, trong đó bao gồm luôn những uh, cư dân của Hồng Kông trở về từ nước Anh. Bên cạnh đó thì uh, cái việc mà cấm lại các chuyến bay từ Hồng uh, Kông qua Anh đã được ban hành sau khi mà Anh đã bùng nổ dịch bệnh và gần như là Anh thiếu cái sự đối phó một cách uh, cẩn thận đối với đại dịch khiến cho nó bùng nổ khá nhiều tại quốc gia này. Hiện nay thì Anh đang có thể là có lệnh lockdown tức là phong tỏa toàn bộ nước Anh trong lúc mà dịch bệnh đang bùng nổ tại đây giữa lúc mà mùa đông đang diễn ra tại Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Anh và của <laughs> Hồng Kông. Trong khi đó thì phía chính quyền của Hồng Kông thông báo rằng họ đã hủy bỏ tất cả những chương trình trao đổi về giáo dục với Đài Loan đây là một trong những cái bức phản ứng của Hồng chính quyền Hồng Kông sau khi mà phía Đài Loan ủng hộ cho phong trào dân chủ. Chính quyền Hồng Kông đã duyệt xét đến việc chấm dứt tất cả các chương trình trao đổi giáo dục với Đài Loan để đối phó lại với việc mà các sinh viên của Hồng Kông có thể sẽ bị nhiễm các tư tưởng chính trị sai lạc của Đài Loan đặc biệt là cái à, à, họ gọi đây là có là politically tức là à, một cuộc tẩy não chính trị bởi đảng dân chủ cấp tiến của đài loan theo tường trình của à, hồng kông thì căn cứ trên cái à, chương số 9 của đạo luật an ninh quốc gia thì chính quyền của Hồng Kông có quyền ban những cái đạo luật cần thiết để ngăn chặn cái tình trạng gọi là à, có thể gây hại an ninh quốc gia, trong đó bao gồm luôn các cái quan hệ tới các cái hệ thống học đường à, và các cái tổ chức xã hội, truyền thông và internet và căn cứ trên đạo luật này thì phía Hồng Kông nói rằng họ sẽ duyệt xét tới việc chấm dứt việc trao đổi giáo dục với Đài Loan vì sợ rằng sinh viên Hồng Kông sẽ bị brainwash tức là sẽ bị tẩy não bởi tư tưởng chính trị sai lạc của Đài Loan. Đây là một trong những lý do mà chính quyền Hồng Kông đưa ra để chấm dứt việc trao đổi các cái à, trao đổi các cái à, à, vấn đề về giáo dục và học vấn giữa sinh viên Hồng Kông và Đà Lạt vốn đã có từ sau đệ nhị thế chiến tới, tới bây giờ. Bây giờ thì Hồng Kông muốn chấm dứt chuyện này. Đây rõ ràng là một hành động mà Bắc Kinh không muốn tất cả các sinh viên được tiêm nhiễm cái ý thức tự do dân chủ và họ muốn định hướng tất cả sinh viên Hồng Kông là phải tôn thờ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó thì chính quyền Hồng Kông đã ban cái lệnh này và có thể sẽ ngăn cấm tất cả những cái chương trình trao đổi giáo dục với Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình giữa Hồng Kông và Đài Loan. Trong khi đó thì Đài Loan cho biết là họ đang nằm trong tiến trình thay đổi cái tên văn phòng của họ tại Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao của Đài Loan cho biết là họ đang trong một cái tiến trình để thay đổi cái tên của họ trong cái văn phòng của đại diện của họ tại Washington DC. À, đó là một cái văn phòng chính thức của Đài Loan. À, trong giai đoạn này, thì 16 quốc gia và vùng lãnh thổ đã sử dụng cái chữ Taiwan để à, coi như là thay thế để mà à, đặt tên cho cái văn phòng đại diện của Đài Loan và các cái tổ chức này cho biết trước đây thì các cái tòa nhà này nó mang cái tên là Republic of China. À, đó là cái tên gọi là Cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc Tuy nhiên thì Đài Loan đang việc Duyệt đến việc mà Đổi tên tất cả các văn phòng đại diện của họ Tại các quốc gia này, trong đó có Hoa Kỳ Và Hoa Kỳ được ưu tiên đầu tiên Thì họ sẽ sử dụng cái chữ Taiwan Representative Tức là văn phòng đại diện của Đài Loan Đây là một cái văn phòng được xem là bán chính thức Của Tòa Đại sứ Đài Loan Tại Washington DC và tại New York Tuy nhiên thì à, căn cứ trên cái Việc mà thay đổi tình hình chính trị Của Đài Loan thời gian gần đây thì cái chữ mà Republic of China tức là Cộng hòa Trung Hoa Dân Quốc gần như là nó đã uh, sắp sửa bị đào thải bởi chính quyền của Đài Loan và lúc đó họ đang sử dụng cái tên Taiwan để khẳng định cái tư thế của Đài Loan độc lập trên chính trường quốc tế và điều này có thể sẽ khiến cho Trung Quốc nổi giận. À, bản tin cho biết Bộ Ngoại giao đang duyệt xét và đang đổi lại tất cả các cái tên của các văn phòng đại diện của Đài Loan ở tổng cộng 16 quốc gia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan Sắp sửa đổi tên các cái văn phòng đại diện của họ Là chữ Taiwan Thay vì là Republic of China Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay Và liên quan tới tình hình của Việt Nam Đầu tiên hết Là chuyện liên quan tới vaccine Chống con siêu vi khuẩn Trong đó thì à, cuối cùng Cộng sản Việt Nam Vẫn phải cho nhập vaccine từ bên ngoài vào Mặc dù rằng là à, nguyễn xuân phúc đã lên tiếng và kêu gọi các giới y khoa của cộng sản việt nam tìm cách là phải có được vaccine riêng cho người việt nam tuy nhiên thì à, ca phía cộng sản việt nam đã tìm cách à, gọi là nhập cản nhiều hơn vaccine từ nước ngoài mà trong đó hai loại vaccine mà cộng sản việt nam đang tính sử dụng là vaccine của một công ty của nga và vaccine của một công ty của Trung Quốc. À, trong khi đó thì phía Hoa Kỳ vẫn chưa cho có biết có ý định là có cung cấp cái nguồn vaccine đầu tiên cho Cộng sản Việt Nam hay không. À, sau khi mà Hoa Kỳ đã thông qua hai loại vaccine, tuy nhiên thì à, phía Cộng sản Việt Nam nói rằng vì nhu cầu cần thiết, do đó họ cần có những cái vaccine nhập từ nước ngoài, nhưng họ lại không nói rõ là vaccine nhập từ quốc gia nào. Phía Hoa Kỳ vẫn chỉ mới tuyên bố là cái lượng vaccine đầu tiên sẽ ưu tiên cho người dân Hoa Kỳ. Sau đó là các người dân của âu châu sẽ là những cái, à, cái thần phần thứ hai của vaccine hoa kỳ à, hoa kỳ vẫn chưa có cho biết là họ sẽ đưa vaccine qua á châu như thế nào như tuy nhiên thì phía cộng sản việt nam cho tới bây giờ thì đang tìm cách nhập cảng vaccine và vaccine mà cộng sản việt nam đang tìm cách ưu tiên là vaccine từ nga và từ trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay trong khi đó <laughs> bản tin mới nhất cho à, ở việt nam cho biết là những công ty à, băng đảng đòi nợ thuê sẽ phải bị chấm dứt vào ngày 1 tây tháng 1 năm 2021 và phía Công an Cộng sản Việt Nam sẽ ra mắt một cái gọi là phòng an ninh mạng và chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đây là một trong những hành động mới nhất mượn danh là chống lại các cái tổ chức cho vay lãi cao và những tổ chức tội phạm Cộng sản Việt Nam đang sử dụng phòng an ninh mạng này để dập tắt và trù dập và à, bắt bớ những nhà bất đồng chính kiến. Theo tin cho biết thì các hoạt động trên mạng, đã có những cái chiều hướng gia tăng về tội ác trong đó bao gồm luôn những cái tổ chức chuyên môn đi đòi nợ thuê và những tổ chức này hồi xưa vẫn được sự bảo trợ ngầm của ngành công an bây giờ thì công an cho biết họ sẽ chấm dứt tất cả các công ty đòi nợ ở tại Việt Nam sau ngày 1 tây tháng giêng năm 2021 và trong đó thì sẽ thành lập ra cơ, cái cơ quan gọi là an ninh mạng trong đó chủ yếu là cái cơ quan này sẽ nhắm vào tất cả những thành phần bất đồng chính kiến tại Việt Nam và dập tắt tất cả những tiếng nói trên mạng xã hội gồm có Facebook và YouTube là những mạng xã hội mà người dân Việt Nam thường sử dụng và bên cạnh đó thì công an đã kêu gọi cái bộ thông tin và truyền thông là phải phối hợp để ngăn chặn những cái tin xuyên tạc liên quan tới nhà nước cộng sản Việt Nam đây là một trong những cái chính sách mới mà công an đưa ra và trong đó thì bức bình phong được đưa ra là chống lại các cái tội phạm ma túy các cái tội phạm buôn người và các cái tội phạm liên quan tới vấn đề mà cho vay Tuy nhiên thì trên thực tế công an chỉ nhắm vào tất cả những thành phần bất đồng chính kiến tại Việt Nam và gần như là họ giám sát rất kỹ những thành phần này và luôn có những cái thỏa hiệp với thành phần băng đảng Việt Nam là kinh doanh các cái ngành cho vay lãi cao cá độ và các cái ngành được xem là mang tính chất xã hội đen của cộng sản việt nam của xã hội việt nam và công an cộng sản việt nam luôn có những tòa hiệp với những thành phần này khiến cho người dân việt nam lúc nào cũng sợ hãi trong cái cuộc sống của họ đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam và cuối cùng liên quan tới tình hình của việt nam đó là lời đồn liên quan tới một youtuber nổi tiếng đã bị cộng sản việt nam chụp mũ và cuối cùng kết án tù à 10 năm à, trên 10 năm tù. Nhân vật này có tên là Khá Bảnh. Khá Bảnh là một YouTuber nổi tiếng ở Việt Nam, từng đưa ra những cái video được xem là sốc và trong đó có những ngôn ngữ mang tính chất giang hồ và có những ngôn ngữ mang tính chất gọi là à, không phù hợp với cái văn hóa cộng sản Việt Nam. Và sau khi mà trở nên nổi tiếng thì Khá Bảnh đã bị công an cộng sản Việt Nam chụp cho cái mũ là đã có những cái hành động vi phạm luật pháp Việt Nam và trong đó thì Khá Bảnh đã bị kết án trên 10 năm tù và sau khi vào tù thì đã có những cái tin báo cáo về Khá Bảnh, Khá Bảnh đã bị chết trong nhà tù ngày 20 tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên theo khi sau khi mà được xác nhận phía công an thì à, cho biết là Khá à, Khá Bảnh đã bị đưa về một cái trại giam à, có tên là Hoàng Tiến ở tỉnh Hải Dương chứ không phải là một à, không có có cái tin là nói là Khá Bảnh đã chết. Đây là một trong những YouTuber rất nổi tiếng và đã có cái lượng subscriber khá khủng. Tuy nhiên thì à, sau khi mà Khá Bảnh nổi bật ở trên Youtube ở Việt Nam thì à, nhưng không nằm trong cái luồng của ban tuyên giáo Trung ương do đó Khá Bảnh đã bị chụp mũ cho những cái tội được xem là vi phạm luật lệ của Việt Nam và bây giờ Khá Bảnh đã bị kết án 10 năm tù. À, hiện nay thì à, vẫn còn nằm trong nhà tù nhưng mà đã có tin là Khá Bảnh chết trong nhà tù. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam và cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bản tin này phong sẽ trả lại cùng tất cả mọi người trong chương trình hưu tinh nhật ký chiều ngày hôm nay xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi mến chào mọi người bye bye